Xin chào các bạn. Tiếp tục với chủ đề Camtasia thì video này thì mình sẽ tiếp tục nói về cái Clawloot. Đối với những các bạn nào đã tham gia thành viên của cái kênh YouTube mình rồi thì các bạn sẽ được nhận miễn phí những cái tài nguyên này. Còn nếu những bạn nào chưa có tham gia thì các bạn có thể là nhấn vào đây để tham gia nha. Và các bạn sẽ cần một cái tài khoản Visa để có thể đăng ký được thành viên của kênh để nhận được những cái tài nguyên miễn phí này các bạn nha. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ bật Camtasia lên và ở đây thì mình đã chuẩn bị sẵn một cái hình như thế này để cho các bạn xem demo những cái mảng màu đó như thế nào các bạn nhé. Để sử dụng thì các bạn sẽ vào cái mục có tên gọi là Visual Effect này, chúng ta sẽ vào cái mục có tên gọi là Clawloot nha. Rồi trước khi mà đưa tính năng này xuống hình ảnh thì mình sẽ copy ra. Trong video này thì mình sẽ tiếp tục giới thiệu cho các bạn 10 cái mảng màu khác nhau nữa nha. Rồi bây giờ thì mình sẽ copy cái hình này thành 10 cái tấm hình để mà đưa những hiệu ứng đó vào cho các bạn xem nhé. Rồi mình sẽ bắt đầu copy. Rồi ở đây thì chế độ mặc định thì nó có một cái màu nha. Do vậy mà mình copy thêm 10 cái màu nữa là thành 11. Rồi để sử dụng thì các bạn sẽ chọn hết như thế này. Sau đó thì chúng ta sẽ nhấp phải và chúng ta sẽ chọn là Add to Selected Media để đưa cái tính năng Clawloot này vào. Thì khi mà các bạn đưa tính năng Clawloot này vào rồi thì hãy nhìn bên tay phải này, nó sẽ có cái tính năng này xuất hiện ở đây. Và theo mặc định của phần mềm Camtasia thì nó sẽ có một cái mảng default như thế này nha, default như thế này. Và bây giờ mình sẽ thêm những cái mảng màu mới vào bằng cách là chúng ta sẽ nhấp vào đây nha, và các bạn sẽ kéo xuống. Nếu các bạn đã có nhập những cái mảng màu rồi thì chúng ta sẽ kéo xuống, còn nếu các bạn chưa có mảng màu thì nó sẽ có hiện ra ba dòng mà thôi. Rồi các bạn sẽ nhập vào cái mục là import nha. Rồi đây thì mình sẽ tiếp tục chia sẻ cho các bạn. Bữa trước thì đã chia sẻ cho các bạn ở cái mảng là cam 067 rồi, thì bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục cái mảng cam 068 nè. Rồi ở đây thì nó sẽ có nhiều hơn 10 mảng nữa nha. Như vậy thì ở đây thì nó sẽ có tổng cộng là 15 cái màu sắc khác nhau nha. Do vậy mà lát nữa thì mình sẽ copy thêm. Bây giờ mình sẽ đưa cái phần này vào đã nha, đưa vào open. Đó. À, sau khi mà các bạn chọn Open thì các bạn để ở đây thì nó sẽ tăng thêm 15 cái nữa, cộng thêm 10 cái cũ nữa là 25 cái nhé. Ở đây thì mình đã có là 11 rồi, mình sẽ copy thêm các bạn nhé. 1, 2, 3, 4, 5, copy nè. Rồi mình sẽ kéo ở đây. Và bây giờ thì mình sẽ đưa cái những cái mảng màu mới vào để cho các bạn xem cái sự khác biệt giữa những cái mảng màu này nhé. Rồi bây giờ mình sẽ sổ ra và bây giờ mình bắt đầu chọn. Thì do nó có rất là nhiều cái mảng màu khác nhau và mình không nhớ, do vậy mà để cho các bạn có thể là xem được những cái mảng màu mà mình đã đưa vào trong cái phần mới này. Do vậy mình sẽ bật bên này ra để mình xem nha. Rồi mình sẽ bật cái ra để mình xem cái tên của nó. Rồi cái đầu tiên là cái Antique 01 Black nha. Rồi mình sẽ đưa cái Antique 01 Black vào đây. Đây là cái đầu tiên ha các bạn nha. Rồi qua cái thứ hai là Antique 03. Rồi mình sẽ tiếp tục lần lượt nha. Rồi bây giờ thì mình xin mời các bạn chúng ta xem qua kết quả mà chúng ta vừa thực hiện các bạn nha. Rồi thì như các bạn thấy là sau khi mà các bạn đã đưa vào cái mảng màu mới rồi thì các bạn xem qua và chúng ta còn có thể điều chỉnh lại được cái độ đậm lờ của nó nha, bằng cách là chỉnh lại thông số trong cái intensity này. Mình ví dụ như là ở cái hình này đi chẳng hạn, các bạn thấy là nó hơi bị mất cái hình đi, thì chúng ta sẽ kéo với lại thông số này nha. Đó thì các bạn kéo càng về cái mức không thì nó sẽ về lại cái ảnh nguyên mẫu của chúng ta nha. Do vậy mà ở đây thì chúng ta còn một cái việc điều chỉnh nữa nếu như các bạn cần có sự thay đổi nào. Rồi như vậy là mình vừa hướng dẫn xong cho các bạn cách sử dụng những cái mảng Clawloot mà chúng ta được biên tập và được có sẵn để đưa vào trong phần mềm Camtasia. Thì mình xin nhắc lại là nếu các bạn đã là thành viên của kênh YouTube của mình rồi thì các bạn sẽ được nhận miễn phí những cái tài nguyên này. Còn nếu các bạn chưa đăng ký thì các bạn vui lòng đăng ký để mà tham gia
để các bạn có thể nhận được tất cả những cái tài nguyên mà mình chia sẻ trong cái video các bạn nha. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau về chia sẻ tài nguyên làm video bằng Camtasia. Xin chào các bạn.